Chào anh chị em, cô chú các bạn nha. Hôm nay em đi tới quán đồ cũ, không phải quán đồ cũ, đây là bãi đồ cũ, quay xe đạp cho anh chị của chú xem. Cái bãi này thì quý vị xem trên kênh em thấy em hay quay ở đây, nói chung trên trời dưới bể đó cái gì nó cũng có, từ cái máy phát điện cho đến cái xăng chạy gì cũng có hết đó. Đây là người ta các cái đây có một anh em Việt Nam đi chở đồ về đây bán, là người ta đi dọn nhà của các nhà rồi các cái khu người Nhật đó, người ta không ở nữa, người ta phá nhà, người ta đi đến đây người ta mua chở dọn xong rồi đến đây bán thanh lý đồng nát đó, giá rồi giá rác. Xe đạp đây thì nãy anh em vừa đây người ta mua dọn được mấy cái pallet, hai pallet xe, còn nằm giữa này thì còn có gian trước kia nằm cái đây cơ đó. Vì thấy nhiều bạt ngàn á, bạt ngàn trời mây luôn. Xe đạp mà chất trên pallet luôn. Loại này nhiều cái nó còn ngon, không vấn đề gì luôn á. Một số cái thì để lâu nó bị han gì. Nhưng cái này nó bị cài cái xe chạy vào thôi, chứ còn cái này là vẫn còn ngon này. Xe trên cùng này còn ngon lắm. Phanh trước con bóp còn nhạy lắm. Nên mấy xe vứt ở bãi rác ở ga này, cảnh sát đến dán giấy, bọc giấy đó, xong đi tiêu hủy rồi các bên công ty thu mua phế liệu, người ta mua người ta lại bán vào đấy, người ta đi tiêu hủy phế thải sắt, rồi có cái liệu cái nào ngon người ta bán về mẫu quốc của người ta. Ông chủ ở đây là người Trung Quốc. Đây có nhiều con xe cũng ngon phết. Đấy hơi nguy hiểm thì em vào đây nhanh nhanh. Đây chua đấy, cái ballet xe đang kia phát để chết. Đây xe rất nhiều. Có mấy con xe như con càng to này ngon. Đun lốp. Đây bên này có Hummer là loại đại ca, rằng ngành xe đạp bên này. Bên này còn ngon thế. Con xe đập điện này. Trợ lực ngon này. Trước em ngày xưa lúc em mua xe cho vợ đi làm thì chưa biết ở đây không, thì em lên đây mua, thì lúc đấy em mua qua một cái quán Việt Nam, giá lúc đó tại thời điểm hiện hành lúc đó thì rơi vào tầm 4,5 là hiện khoảng tầm 6 triệu mấy đó một cái xe. Nếu một cái xe như thế lên đây mua chỉ vào tầm 2,000 tầm 3,5 triệu thôi là hoàn thiện ngon lành á. Nhưng mà lúc đó chưa biết là mình mua qua dịch vụ qua anh em Việt Nam, người ta có qua cái công ty người ta bán xe đạp, tất nhiên là xe đó thì đi được rồi, việc leo lên đi thôi. Còn mua xe đây thì về phải mông má. Nói chung là trước em có mua cho một anh em ở bên này đi cùng em lên đây mua có 8,000 nữa, khoảng triệu ba gì đó, 3,4 gì đó, về mông má thì cho thành 1,5 triệu em, 15,000 đi, tầm 3,5 triệu gì đó là nét này nét đấy. Rất nhiều xe đạp rất ngon lành hết. Nhờ anh em ở Việt Nam có hỏi là cái khoản có giỏi inox không thì xin thưa là không có đâu, inox thì người ta cũng nhặt đâu hết đó. Cái ngon là người ta nhặt hết rồi, vào đây thì những cái là Bridgestone như thế này, xe này vẫn còn ngon. Ngày xưa em ở Việt Nam nhớ cách đây 20 năm mua con xe để đi học cấp 3, ngày đó là 1,7 triệu ạ, gần 2 triệu bạc, ngày đó là nó to lắm đấy ạ. Những năm đầu thập niên 2000 mua xe mini, ngày đỗ cấp 3 vào trường công lập, ông bà mua cho cái xe 1,3 triệu bạc mini của cũng Bridgestone này cũng giống xe này. Em mà về ở ngày xưa là cái đưa ta mua Campuchia về cái đi cảng Sơn Hải ở ngoài Quỳnh Lưu, ở Quỳnh Thọ gì đó, sau này nhập về bán xe cũng vừa ghẻ này thôi, về người ta sơn lại này, những cái chỗ nào nó sước người ta sơn lại 3 bạc. Đây quý vị thấy xe đây rất nhiều, em quay chị của chủ tham khảo cái xe đây, là ở đây mua một con như này thì chỉ tầm 300,000 một con này thôi, những cái con còn chạy được nhá, những con chạy được và 300,000 một con ở bãi này. Em nhớ cái năm đầu tiên em sang Nhật năm 2018 em có đi quay ở cái bãi xe đạp
ở trên Niigata, trên miền Bắc ấy. Cái bãi đấy cũng ở đó người ta cũng mua như thế này, nhưng mà ở đó bãi đấy cũng người Trung Quốc luôn, cũng người Trung Quốc giỏi thật, đi đâu cũng làm trùng kinh tế. Bãi nhưng mà họ mua ít đồ hơn ở đây nhiều đồ hơn, mà bãi nó to hơn, trên kia bãi nhỏ hơn nhưng xe đạp cũng nhiều hơn đây, cũng 300.000 nhỏ thời điểm đó, 200.000 300.000. Ngày đó em mua con xe là 600.000, là con xe ngon lắm, đẹp lắm. Quý vị xem trong video của em mua xe đạp ở trên Niigata 600.000, cái xe đẹp long lanh mới tinh. Bây giờ loại như này bây giờ chỉ còn tầm khoảng tầm 300.000 thôi. Nói chung vẫn leo lên là đi thôi, rất là đẹp, vào viết đưa giấy tờ. Có xe kia đẹp đấy à, lại về hả, nhanh chân thế. Ví dụ mình mua rồi mình đưa nó viết giấy để mình chưa lại cái phần giấy tờ của khách, xong mình phải viết giấy của khách được không, viết luôn. Nhưng mà ví dụ cái khách cái số thẻ ngoài kia của khách đó, đó là tên của mình à. Đây, ông em người Việt Nam nhanh chân lắm. Đây có hai con này ngon thì đây em nói cái gì rồi, cái bãi nào mà có người Việt Nam con nào ngon là đứng lên chỉ còn cái này thôi, thì nó lấy mất rồi. Cái con này nó đẹp như mới. Bạn mua con này bao tiền? Nó đẹp như mới luôn. Con này thì cũng thua xe mới tí thôi chứ. Con này mà ra quán mua là phải tiền mặt, là phải rơi tầm 1,6 triệu chưa thế. Đây con này thì rẻ hơn tí nha, cũng 8.000. 8.000 này cũng tầm 1,3 triệu chưa thuế. Con này chỉ leo lên là đi thôi chứ làm gì được đâu. Tất nhiên là cái để lâu rồi cái dầu nó hơi hơi bán tí chỗ cái xích quệt qua tí, lâu qua tí là xong ngay đấy. Vậy là có Việt Nam là cái nào ngon là người ta lượm hết rồi. Mấy nghìn một cái này Tuấn, để cả giấy tờ. Con này thì con này thua gì xe mới đâu, con này thua gì xe mới đâu, con này đã quá nó phải mát. Em mua đây 600.000 con này, trời đẹp nhờ. Sẽ vào hả? Sẽ vào có những gì không biết. Sẽ ngày sẽ đẹp. Nữa lại lấy mất hai con xe nữa. Em lại có xe để bán hàng tiếp. Đây em quay xe cho anh chị có chủ tham khảo tí, em vào trong kia em nhập có đồ gì không để em gom.